62 phẩm nói thật. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như thế rất là sâu xa. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát chẳng được hữu tình, lại cũng chẳng được an lập hữu tình, nhưng vì hữu tình mà cầu đến quả vị giác ngộ cao tột là việc rất khó. Bạch Thế Tôn cho như có người muốn các thứ cây trong hư không không có sắc không thấy không đối không đương tựa vào đâu điều ấy vô cùng khó khăn các đại bồ tát cũng như thế chẳng được hữu tình cũng lại chẳng được an lập hữu tình mà vì hữu tình cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột là việc rất khó phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói bát nhã ba la mật đa như thế rất là sâu xa các đại bồ tát chẳng được hữu tình lại cũng chẳng được an lập hữu tình mà vì hữu tình cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột là việc rất khó này thiện hiện các đại bồ tát tuy chẳng thấy có hữu tình chân thật và sự an lập của chúng nhưng các hữu tình ngu si điên đảo chấp là thật có nên vân hồi sanh tử chịu khổ vô cùng Vì độ hữu tình kia Nên cầu đến quả vị giác ngộ cao tột Đắc giác ngộ rồi Đã trừ ngã chấp kia Và khiến giải thoát các khổ sanh tử Này thiện hiện Thí như có người Trồng cây nơi ruộng tốt Người ấy tuy chẳng thấy gốc thân cành lá hoa quả của cây này, nhưng trồng cây xong, tùy theo thời mà tưới tẩm chăm sóc giữ gìn. Sau đó cây này dần dần lớn lên, cành lá hoa quả đều tươi tốt, mọi người thọ dụng càng được an ổn. Này thiện hiện các đại Bồ Tát cũng giống như thế. Tuy chẳng thấy có hữu tình Phật quả, nhưng vì hữu tình cầu đến quả vị giác ngộ cao tột dần dần tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khi đã viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột khiến các hữu tình thọ dụng các thứ lá hoa quả của cây phật đều được lợi ích thiện hiện nên biết loại lá ích lợi là các hữu tình nhờ cây Phật này thoát khổ ác thú, hoa lợi ích là các hữu tình nhờ cây Phật này hoặc sanh vào dòng họ lớn sát đế lợi, hoặc sanh vào dòng họ lớn bà la môn, hoặc sanh vào dòng họ lớn trưởng giả, hoặc sanh vào dòng họ lớn cư sĩ, hoặc sanh làm chúng trời tứ đại vương, hoặc sanh lên cõi trời 33, hoặc sanh trời dạ ma, hoặc sanh trời đổ sử đa, hoặc sanh trời trời lạc biến hóa, hoặc sanh trời tha hóa tự tại, hoặc sanh trời phạm chúng, hoặc sanh trời phạm phụ, hoặc sanh trời phạm hội, hoặc sanh trời đại phạm, hoặc sanh trời quang, hoặc sanh trời thiểu quang, hoặc sanh trời vô lượng quang, hoặc sanh trời cực quang tịnh, hoặc sanh trời tịnh, hoặc sanh trời thiểu tịnh, hoặc sanh trời vô lượng tịnh, hoặc sanh trời biến tịnh, hoặc sanh trời quảng, hoặc sanh trời thiểu quảng, hoặc sanh trời vô lượng quảng hoặc xanh trời quảng quả, hoặc xanh trời vô phiền, hoặc xanh trời vô nhiệt, hoặc xanh trời thiện hiện, hoặc xanh trời thiện kiến, hoặc xanh trời sắc cứu cánh, hoặc xanh trời không vô biên xứ, hoặc xanh trời thức vô biên xứ, hoặc xanh trời vô sở hữu xứ, hoặc xanh trời phi tưởng phi phi tưởng xứ.